Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nghệ An ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung chính sau đây. Nghệ An gần 40 tỷ đồng ủng hộ Tết vì người nghèo Bính Thân 2016. Nghệ An thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp đạt gần 15.500 tỷ đồng. Nông dân Thái Hòa xuống đồng gieo cấy không theo nông lịch. Trong chuyên mục Góc nhìn cuộc sống, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tục cúng vía, nét văn hóa tâm linh của người Mông Quế Phong. Đô thị Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất thế giới. Vali tự đi theo chủ là những thông tin thú vị có trong mục Thế giới quanh ta hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Bính Thân 2016. Tham dự chương trình có các đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Chỉ tính trong hai năm 2014 và 2015, chương trình Tết vì người nghèo ở Nghệ An đã nhận được sự ủng hộ của gần 600 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân với tổng số tiền trên 45 tỷ 700 triệu đồng. Từ số tiền này đã giúp đỡ cho hơn 72.260 lượt hộ nghèo được vui xuân đón Tết. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện vẫn còn gần 96.000 hộ nghèo. Vì vậy, chương trình Tết vì người nghèo Bính Thân 2016 được tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, những đơn vị tập thể cá nhân cùng chung tay góp sức để người nghèo được đón một cái Tết cổ truyền thật ấm cúng. Ngay trong chương trình truyền hình trực tiếp tối qua, đã có hơn 300 cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ gần 40 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 5 tỷ đồng bằng hiện vật để người nghèo Nghệ An đón một cái Tết đầm ấm. Đến nay, tổng mức đầu tư các dự án thuộc ngành nông nghiệp ở Nghệ An đạt trên 15.434 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Nổi bật có các dự án sửa chữa và nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc, JICA 5.700 tỷ đồng, nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững 290 tỷ đồng, dự án WB5, JICA Lâm nghiệp. Ngoài ra, các dự án đã được hai bộ kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn cho lập dự án chuẩn bị đầu tư như dự án cống ngăn mặn giữ ngọt sông Mơ, vốn ODA Hàn Quốc đã được ký kết, cống ngăn mặn giữ ngọt sông Lam, vốn JICA, nâng cấp hệ thống các công trình hồ đập thủy lợi, ách yếu, vốn an toàn hồ chứa, với tổng số vốn dự kiến 6.000 tỷ đồng. Riêng năm 2015, có 39 dự án thu hút mới, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù theo nông lịch của tỉnh ngày 25 tháng 1 năm 2016 mới là thời điểm kết thúc việc bắc mạ phục vụ việc gieo cấy vụ xuân. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một số xã ở Thái Hòa, người dân đã xuống đồng gieo cấy. Những năm gần đây, ngoài đặc thù, đồng đất và một số yếu tố khách quan tác động, thì tập quán canh tác tự phát đã khiến cho nhiều vùng dân cư đua nhau sản xuất. Vụ xuân năm 2016, toàn thị xã Thái Hòa sẽ gieo cấy 760 ha với các giống lúa chủ yếu như Khải Phong, G9, Q5, Nhị Ưu và lúa lai các loại. Thực tế, không phải ở địa phương nào cũng cứ gieo cấy sớm thì năng suất lúa sẽ đạt cao. Nhiều địa phương do không tuân thủ nông lịch nên cây lúa đã bị chết do rét, năng suất giảm do sâu bệnh. Những năm gần đây, nhờ đa dạng hóa cây trồng, phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp, nhiều xã, vùng bán sơn địa ở huyện Yên Thành đã phát triển trồng cam hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao và khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Phát huy lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, hiện nay nhiều xã vùng đồi ở Yên Thành như Minh Thành, Đồng Thành, Kim Thành đã có hàng trăm hộ trồng cam với diện tích trên 100 hectare. Nhờ đúc rút kinh nghiệm và chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên chất lượng cam Yên Thành ngày càng được khẳng định cho hiệu quả kinh tế cao. Cam Yên Thành có đặc điểm vỏ mỏng, thơm, vị ngọt đậm đà. Bình quân mỗi hecta đạt từ 14 đến 15 tấn quả, giá bán từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng 1 kg. Dịp Tết Nguyên đán, giá bán hơn 100.000 đồng 1 kg, được thương lái đến thu mua tận vườn. Thời điểm này, các vườn cam trên địa bàn huyện Yên Thành đã bắt đầu chín vàng và cho thu hoạch. Chiều qua, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát đảm bảo các điều kiện phục vụ vận tải hành khách dịp Tết.
Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và Ban chỉ đạo vận tải khách dịp Tết đã tổ chức phân công giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, thành lập đoàn kiểm tra đảm bảo công tác giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn và các tuyến nội tỉnh. Kiểm tra nhắc nhở các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải khách thực hiện cam kết niêm yết giá vé, tăng cường xử lý xe vi phạm, xe ngoại tỉnh để giảm lượng phương tiện ra vào thành phố. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông bố trí đảm bảo lực lượng tại các ngã tư, giao lộ có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông để giảm ùn tắc, xử lý các phương tiện vận tải dừng đậu, bắt khách không đúng nơi quy định, nhất là xe buýt, taxi. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phối hợp phòng quản lý vận tải Sở Giao thông làm tốt công tác chuẩn bị và đáp ứng đủ các phương tiện dự phòng để tăng cường vận tải hành khách dịp Tết phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị và các bạn, tục cúng phía của người Mông xã Tri Lễ, huyện Quế Phong giống như một liệu pháp tinh thần nhằm cầu mong ông trời ban cho mọi người trong gia đình có sức khỏe, an lành, may mắn, xua đuổi những cái xấu ra khỏi gia đình bản làng. Tục cúng vía cũng là một trong những nét văn hóa của đồng bào Mông, vì vậy phong tục ấy luôn được bà con gìn giữ và gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh. Hôm nay, gia đình anh và Tông Sử ở bản Hồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mời thầy cúng về làm lễ cúng vía cho em trai và bá pó. Trước khi làm lễ cúng vía, ngoài việc mời thầy cúng, cách đó 2 ngày, người nhà phải đi mời bà con họ hàng, làng bản đến cùng tham gia buổi lễ. Thầy Mo sẽ cúng ma nhà, ma rừng, xin không bắt vía để anh pó luôn được khỏe mạnh. Tổ chức lễ cúng thì phải mua con lợn này, về cống này. Gia đình ta tổ chức làm vía cho em trai ta là và bá pó để cầu mong sức khỏe cho em trai ta. Hôm nay ta mời thầy cúng đến cúng để trừ tà ma, yểm bùa giữ vía cho em trai. Cứ vào cuối năm thì gia đình ta lại tổ chức một lần cúng vía như vậy để cầu mong cho cả nhà được khỏe mạnh. Khi thầy cúng bắt đầu việc cúng thì tất cả đàn ông trong nhà cũng ngồi ở xung quanh chứng kiến, còn đàn bà lo việc sửa soạn mâm cỗ. Đầu tiên, thầy cúng cho mời tổ tiên của gia đình về chứng kiến việc làm vía cho gia chủ, đánh đuổi cái xấu xa, độc ác và mang cái tốt đẹp đến với người được làm vía và cả gia đình. Cũng như các dân tộc khác, tôn giáo tín ngưỡng dân gian chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống tinh thần của người Mông nơi đây. Ta cúng là năm cũ hết, năm mới đến. Tôi có con gà với một quả trứng, cúng 3 nén hương để mời bàn thờ, ma nhà, ma bếp, tất cả về nhận, phù hộ cho gia chủ. Không ốm đau bệnh tật, chăm trai được trai, chăm gái được gái, lợn gà đầy chuồng, lúa gạo đầy kho. Để cầu mong cho cái tốt đẹp sẽ đi vào nhà, những cái xấu đem vứt hết xuống suối đi. Tục làm vía đã tồn tại trong đời sống đồng bào dân tộc Mông từ rất lâu. Cúng vía thực chất là việc anh em họ hàng động viên khích lệ người được làm vía để họ phấn chấn, vui vẻ, vượt qua những tai ương trong cuộc sống, là cách cộng đồng thể hiện sự quan tâm đến một cá nhân nào đó theo tinh thần mọi người vì một người. Buổi cúng vía cũng chính là nơi mọi người gặp nhau, chuyện trò, thắt chặt hơn tình cảm anh em, tình cảm xóm giềng. Ngân hàng đua nhau tăng lãi suất là thông tin trên báo Đại Đoàn Kết. Nhiều ngân hàng chính thức tăng nhẹ lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong những ngày đầu năm với mức tăng phổ biến từ 0,3% đến 0,5%. Câu chuyện huy động vốn vẫn luôn nóng bởi bên cạnh sự giành giật khách quen của nhau thì thời gian gần đây khách hàng đang có xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang đầu tư bất động sản, chứng khoán. Ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để đảm bảo kênh gửi tiết kiệm mang lợi nhuận cho người dân không quá chênh lệch so với các kênh đầu tư khác. Trên báo Nông nghiệp Việt Nam có phản ánh chuyện phi lý, giá điện Việt Nam, tù mù không minh bạch. Hiện nay liên quan đến giá điện, công luận chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng EVN tính giá điện cao, cần phải giảm giá điện. Nhóm thứ hai cho rằng EVN tính giá điện thấp, cần phải tính đúng, tính đủ cho sát với cơ chế thị trường. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ dịp cận Tết là nội dung bài viết trên báo Công an Nghệ An. Gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua bán của người dân tăng cao.
Tại hầu hết các chợ, nhiều loại hàng hóa được tích trữ với số lượng lớn. Tuy nhiên, điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy tại những nơi này chưa thực sự đảm bảo. Tình trạng hàng hóa chật kín các lối đi, đường dây điện sát với các vật dụng dễ bắt lửa luôn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Báo Nhân dân có bài viết gây quỹ cộng đồng xu hướng xuất bản mới. Giờ đây độc giả không cần đợi đến lúc sách phát hành mới có thể được sở hữu mà có thể đặt mua ngay từ khi tác phẩm ở dạng sơ thảo. Chính độc giả sẽ quyết định việc tác phẩm có thể ra thị trường được hay không bằng việc tham gia gây quỹ cộng đồng. Tuy nhiên, xu hướng xuất bản mới này cũng đang gây ít nhiều nghi ngại. Nằm bên bờ vịnh Koto của Montenegro, thành phố cổ Koto xây dựng vào khoảng thế kỷ từ thứ 12 đến thứ 14 bởi Cộng hòa Veni, được đánh giá là đô thị trung cổ được bảo tồn tốt nhất thế giới. Thành phố này được xây dựng vào khoảng thế kỷ 12 đến 14 bởi Cộng hòa Veni, một đế chế hàng hải hùng mạnh của châu Âu thời trung cổ. Vào thời kỳ thịnh vượng của Cộng hòa Veni, Koto là một thành phố thương mại sầm uất với trung tâm là bến cảng. Ngày nay, hàng trăm công trình cổ tuổi đời nhiều thế kỷ vẫn được gìn giữ ở thành phố này. Công trình tiêu biểu có thể kể đến ở nơi đây là quảng trường Artvas và nhà thờ Santa Maria có từ năm 1221. Vào năm 1979, thành phố này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cung điện Bafou ở miền Tây Bắc Cameroon gồm 50 tòa nhà được xây từ gạch đỏ và là nơi sinh sống của đức vua cùng gần 100 bà vợ, hàng trăm người con. Thị trấn Bafou ở Tây Bắc Cameroon là một trong hai vùng còn lại ở Cameroon vẫn nằm dưới sự trị vì của vua. Theo cấu trúc quyền lực truyền thống, nằm giữa một khu rừng thiêng ở trung tâm thị trấn, cung điện Bafou gồm hơn 50 tòa nhà được xây dựng quanh đền thờ Achum. Ban đầu cung điện được xây từ tre và sậy. Sau khi người Đức chiếm đóng thị trấn vào cuối thế kỷ 19 và phá hủy nơi này, các tòa nhà được xây lại bằng gạch đỏ. Đây là ví dụ điển hình cho kiến trúc tôn giáo truyền thống của người Bafou. Cung điện này nằm trong danh sách 100 công trình đang bị đe dọa nhiều nhất của Quỹ Di tích Thế giới. Hơn 300 căn nhà ở làng Sandy, Singapore, Ấn Độ gần như luôn mở rộng với người đi đường và chẳng bao giờ có cửa vì người dân nơi đây tin rằng thần Sandy, tức là thần sao thổ, sẽ bảo vệ họ khỏi trộm cắp. Bất kể là nhà dân, trường học hay ngân hàng đều không có cửa. Người ta cất tiền mặt, vàng bạc vào trong ngăn kéo nhưng chẳng hề khóa lại. Một số nhà dựng cánh cửa lên khi đêm xuống, nhưng không phải để chống trộm mà để phòng thú dữ và chó hoang. Còn nếu muốn đến nhà ai đó, khách phải hét lên để thông báo sự có mặt của mình. Tập tục không gắn cửa khởi nguồn từ đức tin mãnh liệt của người dân vào thần Sani, thần sao chổi. Người ta bắt đầu biết đến làng Sani, Sani Dapur từ bộ phim tài liệu sản xuất trong những năm 1990. Nhờ sản phẩm vali thông minh mới của công ty Robotic ở Israel, mọi người có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang theo hành lý nặng nề mỗi khi đi du lịch, công tác hay đi đâu xa. Theo đó, vali thông minh này sẽ tự động đi theo người chủ như một chú cún con ngoan ngoãn. Người dùng sẽ sử dụng nó thông qua kết nối với ứng dụng điện thoại thông minh qua Bluetooth. Vali này còn có hệ thống báo động chống trộm để tránh bị mất cắp. Sau đây sẽ là những thông tin diễn ra trong ngày. Lễ hội Xuân Hồng Bình Thân 2016. Đảng ủy khối doanh nghiệp tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách tại huyện Tân Kỳ. Chương trình Nghệ An ngày mới hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và Nhà máy Bê tông Nghi Sơn 320 đã tài trợ phát sóng chương trình này. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt. Dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An ngày 17 tháng 1 năm 2016. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 18 đến 24 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực vùng núi phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ 18 đến 25 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.
trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ 19 đến 24 độ, độ ẩm 83 đến 88%. Khu vực Cửa Lò và Đào Ngư, đêm và sáng trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét. Trưa và chiều giảm mây, không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ 18 đến 22 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Dự báo đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2016, chịu ảnh hưởng của lưới áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hoạt động của rãnh xiết gió Tây trên cao nên ở Nghệ An, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Sau đây là dự báo thời tiết một số vùng trong cả nước